Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Đồ Đen. Trong video chia sẻ hôm nay, chúng ta cùng nhau đến với nền tảng giao dịch Wix để các bạn cùng với mình chúng ta tham gia vào sự kiện Olympic để chia sẻ tiền thưởng là 500.000 đô. Sự kiện này được diễn ra từ ngày 26 tháng 7 và kết thúc vào ngày 11 tháng 8. Chúng ta sẽ có phần thưởng giao dịch mỗi ngày, và phần thưởng cá nhân thì anh em có thể nhận lên tới là 28.000 đô. Phần thưởng được phân phối hiện tại đã phân phối được 60.000 đô và số người tham gia là 4.959 người. Trong cái sự kiện này thì chúng ta sẽ có các cái sự kiện, đó là cuộc thi giao dịch giành huy chương vàng WIS. Ở trong sự kiện này thì 200 người hàng đầu về khối lượng giao dịch ở trên sàn thì sẽ chia sẻ tổng bài thưởng theo quy tắc ở đây. Ở đây nó sẽ tính theo RAM vàng, anh em thể ý đấy, nhưng mà cụ thể thì rank thì sẽ có các cái rank đây này. Như vậy là top 1 thì sẽ được 200 RAM vàng trị giá là 25.000 đô, và top 2, top 3 lần lượt là 50 RAM và 100 RAM và 50 RAM. Thì thực sự ra thì top 1, 2, 3 thì chắc chắn anh em không bao giờ đạt được đâu. Thế thì chúng ta sẽ chỉ hy vọng trong top 200. Đấy, thì top rank từ 4 đến 10 thì sẽ là nhận được 50.000 đô, rank từ 11 đến 50 là 30.000 đô. Rank từ 50 đến 100 thì sẽ nhận 20.000 đô, và rank từ 101 đến 200 thì sẽ nhận được 50.000 đô dựa theo khối lượng giao dịch. Đấy, thì cái này thì hoàn toàn cạnh tranh được, bởi vì là cái sự kiện này thực ra thì sàn giao dịch này cũng không lớn lắm nên các bạn vẫn có cơ hội cạnh tranh nhé. Ở trong top 200 thì nghĩ là khả thi đấy. Top 200 có 50.000 đô thì mỗi người sẽ 50 đô thì cũng khá là khả thi. Đấy, nhưng mà cái này thì là khối lượng dịch thì cũng lưu ý với anh em là nó cũng hơi căng. Đấy, thì cái này có thể các anh em nào được chúng ta làm. Ở đây thì anh em sẽ có cả những cái gói quà Wish. Thì ở đây thì sự kiện Thế vận hội Olympic giao dịch hàng ngày, thần tử vật chất thì anh em thấy ở đây. Đó là cái áo phông Thế vận hội Olympic đáng giá là 36.000 đô. Đây là cái mà chắc chắn là nếu anh em mong chờ nhất. Rồi có cả vé Thế vận hội trị giá 60 USDT. Thì cái vé thì không chắc là mình hay là anh em cũng chả cần đâu. Ở đây thì anh em chúng ta có phần thưởng đua thăm ngẫu nhiên là 10 đô, phần thưởng đua thăm ngẫu nhiên là 20 đô và 30 đô USDT. Và ngoài ra thì có các phần thưởng liên tế là 2024 WXT. Thì giá XT, WXT nó đang rơi tầm khoảng 0,71, thì cái chỗ này nó tương đương với khoảng 220 đô. Đấy, thì anh em chúng ta có thể là tìm kiếm cái cơ hội trong cái phần này. Đấy, thì ở đây anh em sẽ chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ hàng ngày thì có thể nhận được phần thưởng vật chất. Sự kiện thứ ba thì anh em khi chúng ta gửi tiền trong thời gian sự kiện này, 1.000 người đầu tiên thành nhiệm vụ nạp tiền nhận tới là 100 đô trên cơ sở ai đến trước phụ trước, thì không biết là cái số này đã đạt được chưa. Nhưng mà cái nhiệm vụ này thì nó có một cái yêu cầu là anh em sẽ cần phải nạp lòng. Đấy, 1.000 người nạp lòng. Nạp lòng ở đây là nạp lòng 1.000 đô anh em nhé, 1.000 đô chứ không phải là một nạp vòng 100 đô đâu. Thì anh em có cơ hội nhận được là 100 đô. Ngoài ra thì anh yêu cầu là khối lượng dịch của anh em phải đạt được là 10.000 đô. Thì sự kiện này hoàn toàn có thể làm được, nhưng mà không biết là liệu là 4.000, hơn 4.000 người này họ đã hoàn thành nhiệm vụ này chưa. Nếu mà hoàn thành rồi thì chúng ta không còn slot. Đấy, cũng hên xui nhé, chưa chắc đã còn nhé. Chưa chắc đã hết nhé. Chưa chắc đã hết anh em nhé. Ở đây thì có nhiệm vụ chia sẻ sự kiện. Thì khi anh em chia sẻ sự kiện, chia sẻ chụp màn hình và điền biểu mẫu để nhận được iRoad may mắn từ 1 đến 20 đô tiền thưởng future. Thì ở đây có cái trang điền thông tin, anh em có thể mở cái trang này ra nhé. Đấy, thì trong đây thì anh em có thể điền thông tin rồi. Đây, phần phía trên trang điền thông tin thì vẫn mở ra cái này áo nhé. À thật đấy. Thì nhiệm vụ này không có chỗ, cái không dẫn cái form điền thông tin, nên là thôi cái này bỏ. Đấy, thì anh em chúng ta có thể tham gia cái sự kiện này. Dĩ nhiên là cái sự kiện này thì cũng rất là khó với những anh em người dùng thường, nên nếu như anh em mà chúng ta người dùng mà biết giao dịch thì các bạn có thể tham gia, đặc biệt là những cái sự kiện như là gửi 1.000 người hoàn thành nhiệm vụ nạp tiền, và cái nhiệm vụ ở phía trên đây có cái gói quà tặng ở Win này. Đấy, thì chúng ta có thể tham gia ở đây. Còn không biết là claim chỗ nào đấy, có thể trên app nó sẽ có chỗ claim nhé. Mình tìm thì vẫn chưa biết là tìm nó nằm ở cái chỗ nào. Đây, sự kiện Olympic đây, ấn vào đây thì nó ra, nhưng mà chưa biết như thế nào, có thể là nó sẽ tự động quay số mình xem nào.
Cái này thì nó không ghi rõ nhỉ. Hoàn thành cái nhiệm vụ giao dịch hàng ngày. Để xem thử nhiệm vụ giao dịch hàng ngày nữa. Đây đây có cái phần trung tâm phần thưởng. Không tìm ra, không nhìn ra nhiệm vụ giao dịch hàng ngày ở đây. À đây, đúng rồi, xin lỗi anh em. Ở đây nó có nhiệm vụ ngay dưới chân chân nến đây này. Thì anh em thấy là có cái nhiệm vụ khối lượng giao dịch này. Mà nhìn có vẻ là hơi khoa nhỉ, khối lượng này to phết đấy. Nhìn chung là anh em chỉ hóng cái sự kiện thứ ba thôi, còn cái sự kiện trên thì chắc là hơi khó nhai rồi. Ăn được cái áo phông sự kiện thì full 6.000 đô đấy. Nói chung là sự kiện này rất là khó tham gia đấy, nhưng mà thôi, hy vọng là anh em trên kênh chúng ta có thể là đạt được cái mức thưởng nào đấy. Chứ thực sự là đối với một sự kiện thế này thì mình nghĩ là rất là khó với anh em, đặc biệt anh em làm aerob thì mình vẫn chia sẻ. Biết đâu trên kênh chúng ta có những anh em có khả năng ăn sự kiện này hay sao. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn, cả anh em theo dõi video và xin chào các bạn xem tiếp theo.